Chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Và có một cái chi tiết nhỏ muốn gửi tất cả mọi người đang theo dõi video đây, đó chính là cái lịch mở thưởng của các thứ trong tuần. Thì đối với ngày thứ hai và thứ năm sẽ mở thưởng tại Hà Nội, thứ ba tại Quảng Ninh, thứ tư tại Bắc Ninh, thứ sáu tại Hải Phòng, thứ bảy tại Nam Định và chủ nhật tại Thái Bình. Và để có được công thức đề khoa học và đạt tỷ lệ từ 80 cho đến 90% cho bảng kết quả mở thưởng và giải đặc biệt của buổi chiều ngày hôm nay là chủ nhật, thì lát nữa mình sẽ phân tích và chia sẻ gửi đến mọi người một vị trí công thức đường cầu giải đặc biệt bắt trên bảng kết quả mở thưởng dựa trên tuần trước. Hiện tại đang chạy chúng ta ít nhất là từ 3 tuần trở lên rồi. Và cùng với đó thì mình cũng sẽ bổ sung cho mọi người về vị trí của đường cầu song thủ lô, bạch thủ lô và sen 2 để chúng ta có thể lựa chọn tham khảo. Và ở hai video gần đây nhất, thứ nhất là video chuyên về cầu lô và cầu sen, và thứ hai là về vị trí đường cầu của bộ đề thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người. Thì trước hết ấy là về cái vị trí của đường cầu lô trước, thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong cái vị trí của đường cầu sen đúng không ạ? Như mọi người có thể nhìn thấy trên màn ảnh đây. Đó. Thì đây là cái video về cầu lô và sen 2, sen 3. Còn đây là cái video về cầu bộ đề. Thì trước hết thì chúng ta cần phải thống kê lại xem chúng ta chiến thắng được những cái gì và chúng ta chưa được chiến thắng những cái gì. Đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích về vị trí của lô trước. Thì đối với vị trí của lô ấy, thì đầu tiên là về đường cầu của bạch thủ lô. Thì mình có đưa cho mọi người cái vị trí đường cầu bạch thủ lô ở đây là chơi cho 3 ngày, là ngày thứ 5, thứ 6 và ngày thứ 7. Với vị trí con số bạch thủ lô là con số 37. Và mình có đưa cho mọi người cái cách chơi khá là rõ ràng ở đây. Với ngày thứ 5 chúng ta đánh 10 điểm. Ở ngày thứ 5 không lỗ thì chúng ta sẽ đánh ở ngày thứ 6 là 15 điểm. Và nếu ngày thứ 6 không lỗ thì chúng ta sẽ đánh ở ngày thứ 7 là 25 điểm. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh với bảng kết quả mở thưởng nhé. Rồi, như mọi người có thể nhìn ở đây, quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng ngày thứ 5. Ở ngày thứ 5 thì 37 chưa có, nó trả về 73. Vì chúng ta lựa chọn bạch thủ thì chúng ta phải trả về chính xác là con số 37. Tiếp tục ngày thứ 6, khung ngày thứ 6 cũng không trả về 37. Và may mắn đến khung ngày cuối là ngày hôm qua, bằng kết quả mở thưởng ngày hôm qua đây, là thứ 7 ngày mùng 2 tháng 12, thì đã trả về chúng ta là con số 37 ở đây. Vậy trước hết là chúng ta chiến thắng được cái vị trí là con số bạch thủ lô ở khung ngày cuối cùng là ngày thứ 3. Đó. Và tiếp nối với vị trí của đường cầu bạch thủ lô là đường cầu song thủ lô. Đây, thì chúng ta sẽ kéo tiếp tục, mình có chia sẻ cho mọi người cầu lô khá là rõ. Rồi, thì đó chính là về vị trí của cặp song thủ lô ở đây. Đó chính là cặp 43 và 34. Và cặp số song thủ lô này ấy, thì chúng ta chỉ chơi cho 2 ngày là ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thôi. Bởi vì mình có nhấn mạnh cho anh em khá là rõ là nếu mà bạch thủ chúng ta lựa chọn một con thì chúng ta có thể là tập trung vốn đánh trong 3 ngày được. Nhưng mà đối với song thủ lô là hai con thì chúng ta chỉ lựa chọn trong 1 đến 2 ngày thôi. Đó, thì song thủ lô là 4334 lựa chọn cho ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục cùng quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng, chúng ta sẽ phân tích nhé. Rồi, ở bảng kết quả mở thưởng của ngày thứ 5 đây. Ngày thứ 5 thì chúng ta cũng đã có con số 43 rồi. Và tiếp tục đến ngày thứ 6 chúng ta cũng lại có là con số 43. Vậy cái cặp song thủ lô 343 thì chúng ta chiến thắng là con số 43 cả hai khung ngày là ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Đúng không ạ? Đó, vậy ở cầu lô chúng ta đã chiến thắng khá là rực rỡ và khá là thành công ở đường cầu này. Thì hết khung, ngày vừa đến ngày hôm qua là ngày thứ 7, là khung ngày cuối cùng dành cho bạch thủ lô, cao điểm nhất là 3 ngày, thì chúng ta đã hết khung. Thì tiếp mình sẽ phân tích cho mọi người ở bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm qua để nhận định cho ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia. Hôm nay, ngày mai và ngày kia thì sẽ có là dành cho đường cầu bạch thủ lô. Còn đối với song thủ lô thì chúng ta chỉ có dành cho buổi chiều của ngày hôm nay và buổi chiều ngày mai thôi. Đó, thì đấy là cái về vị trí của đường cầu về lô. Còn đối với vị trí của đường cầu về bộ đề, thì bộ đề ấy, thì thực chất là chúng ta lựa chọn cũng dành cho 3 ngày là ngày thứ 6 cho đến ngày chủ nhật cơ. Đó, thì đây là cái video dành cho vị trí của cầu đề. Thì ở khung ngày đầu tiên chúng ta cũng đã chiến thắng rồi. Đây này, đây là cái video mới nhất mình đã chia sẻ cho mọi người là về bộ đề đây nhá. Đây, thì về cái vị trí của bộ đề thì mình có gửi đến mọi người là
bộ 06 và bộ kép 44, mọi người có thể nhìn thấy trên đây. Đó. Thì ở cái ngày hôm thứ 6 chúng ta cũng đã chiến thắng được là đề 01 rồi. Mọi người để ý cho mình nhá, đề 01 hôm thứ 6 đây này. Mình chia sẻ cho mọi người khá là rõ đây. Là chơi khung 3 ngày là thứ 6 đến ngày chủ nhật, tức là ngày mùng 1, ngày mùng 2 và ngày mùng 3. Đó thì chúng ta đã chiến thắng được cái vị trí của con đề 01 rồi. Thì ngày hôm qua thì ra là 85, thì trong hai bộ này nó cũng chưa có 85. Thì nếu mà về cái bộ này ấy, chúng ta còn phải đánh dành cho buổi chiều ngày hôm nay nữa cơ, nhưng mà chúng ta cũng có thể tham khảo cho mình, và mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người một cái giải đặc biệt nữa. Nó cũng sẽ dao động cho một người khoảng từ 12 cho đến 18 số thôi, và cái vị trí 12 đến 18 số đó ấy, thì chúng ta chỉ chơi trực tiếp dành cho buổi chiều ngày hôm nay. Thế nên chúng ta cũng yên tâm về vị trí của cầu đề, nó đều có những sự liên kết với nhau mọi người nhá. Và anh em nào mà cần cái sự hỗ trợ về đường cầu, con số hay là cách chơi thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại và Viber cho mình ở đây là 0333 862 215, mình có để ở góc dưới màn hình này này. Đó, đây là số điện thoại của mình mọi người nhá. Zalo thì mình không sử dụng, thế nên anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Rồi, và chia sẻ cho mọi người lại một chút như vậy. Thì bây giờ tiếp tục với những cái con số và những cái đường cầu để chúng ta lựa chọn. Thì cái đường cầu chúng ta ăn thông ấy thì tiếp tục thì mình sẽ thống kê cho mọi người thôi. Chúng ta cũng không có những cái đường cầu mới nào cả. Mới thì chúng ta chỉ có ở đường cầu về đề thôi. Đó, còn về vị trí cầu lô thì chúng ta là những cái đường cầu đang mạch thông rồi. Đó. Rồi, thì quay trở lại một chút với cái vị trí của đường cầu về lô trước nhá. Thì đầu tiên là về vị trí đường cầu bạch thủ lô ấy, thì mình sẽ nhắc lại cho mọi người một chút này, để những ai mà chưa biết thì anh em có thể là lưu lại cho mình và nhớ lại, và cũng có thể là quay trở lại với video để tham khảo. Thì đầu tiên là cái đường cầu về bạch thủ lô lựa chọn cho thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ấy, thì chúng ta sẽ áp dụng vào bảng kết quả mở thưởng ngày thứ tư. Thì đây là bảng kết quả mở thưởng ngày thứ tư này. Chúng ta sẽ lựa chọn dành cho cái vị trí của giải 3 và vị trí của giải 6. Tức là chúng ta sẽ lấy cho mình vào cái con số tâm giữa của bộ hai giải 3 xuất hiện con 3, và con số tâm giữa của bộ đầu giải 6 xuất hiện con 7, và 3 kết hợp với 7, và cái vị trí của giải 3 nó sẽ làm đầu lô tô. Còn đối với về giải 6 nó làm đuôi lô tô thì chúng ta sẽ có là bạch thủ 73. Mình xin lỗi, là bạch thủ 37. Mọi người nhá. Và cái đường cầu này thì ở cái hôm vừa rồi mình đã chia sẻ cho mọi người chiến thắng rồi. Mình chia sẻ cho mọi người cái con số 90 đây này. Ở bảng kết quả mở thưởng chủ nhật để nhận định cho thứ hai, thứ ba và ngày thứ tư ấy, mình có chia sẻ cho mọi người là lỗ con số 90. Anh em có thể là quay trở lại với video ở những tuần trước mình đã chia sẻ cho mọi người khá là rõ. Thì cái con số 90 ở nó cũng trả về là khung ngày cuối ở cái hôm thứ tư ngày 29 tháng 11 này này. Bởi vì lấy mình đã nhận định cho anh em là cái thứ tư, mình xin lỗi, là cái ngày chủ nhật ngày 26 tháng 11 đấy, là nhận định cho ngày thứ hai, thứ ba và ngày thứ tư mà. Thì hôm 90 nó trả về đúng ngày hôm cuối cùng. Và đường cầu tiếp tục lỗi ở thứ tư cho thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì nó cũng lỗ ở ngày cuối cùng là ngày thứ bảy, là con số 37. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng với cái vị trí công thức này. Rồi đây thì mình sẽ đưa ra cho mọi người này. Đây là cầu bạch thủ lô. Cầu bạch thủ lô này thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình này là chủ nhật này, thứ hai này, cộng với ngày thứ ba. Ok chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lấy vị trí này. Với vị trí sự kết hợp của G3.2 kết nối ở đây với là G6.1. Đó. Thì chúng ta sẽ đi lấy vị trí nhé. Đầu tiên là tại vị trí của G3.2 trước này. Đây. G3.2 chúng ta sẽ làm đầu lô tô mọi người nhé. Chúng ta sẽ lấy cho mình con số tâm giữa của G3.2 thì xuất hiện đây là con số 5 này. Tiếp nối với điểm là G6.1, thì tại điểm G6.1 này thì chúng ta lấy cho mình là cũng là con số tâm giữa thì có đây là con 2. Đó, thì 5 kết hợp với 2, bởi vì 5 nó làm đầu lô tô mà. 5 kết hợp với 2 thì chúng ta sẽ có là bạch thủ 52 mọi người nhá. Ok. Vậy về vị trí của bạch thủ lô thì chúng ta sẽ có là bạch thủ lô 52. Rồi, đây là về đường cầu bạch thủ lô thì anh em có thể lưu lại cho mình. Tiếp nối đối với vị trí của đường cầu về song thủ lô. Thì đường cầu song thủ lô thì chúng ta cũng sẽ cần phải nhắc lại. Thì sau đây thì mình sẽ đi nhắc lại
Trước hết thì mọi người sẽ lưu lại cho mình cái vị trí này trước. Còn đối với bên dưới này thì chúng ta sẽ có là cho mình là cầu song thủ lô. Cầu song thủ lô chúng ta sẽ lựa chọn cho hai ngày thôi, là ngày hôm nay và ngày mai, tức là chủ nhật và ngày thứ hai mọi người nhé. Rồi thì mình sẽ nhắc lại ở cái hôm thứ tư để nhận định cho cái hôm thứ năm và thứ sáu này. Thì chúng ta sẽ lấy cho mình này, đây là bảng kết quả mở thưởng của thứ tư ngày 29 tháng 11 nhá. Thì chúng ta lấy cho mình là con đầu của bộ 3 giải 3, xuất hiện con 4. Và đối với giải 4 thì chúng ta lựa chọn cho mình là con đầu của bộ 2 giải 4, xuất hiện con 3. Thì song thủ ấy, chúng ta không cần phải biết là vị trí nào đứng trước, vị trí nào đứng sau cả. Chúng ta chỉ cần kết hợp lại với nhau. 43 thì chúng ta sẽ có cả cặp là 4334. Rồi, sự kết hợp này của G3.3 với vị trí của G4.2. Mọi người có thể là quay trở lại với video cầu lô cầu đề ấy, hay là cầu lô với cầu xiên ấy, thì đây là những cái đường cầu mình đã chia sẻ cho mọi người ở cái khung trước chúng ta đã chiến thắng rồi. Chúng ta chỉ cần giữ lại vị trí áp dụng vào bảng kết quả mở thưởng hôm qua, là bảng kết quả mở thưởng mới nhất thôi. Rồi thì với bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì tại vị trí của G3 đây, vị trí của G3.3 chúng ta lựa chọn cho mình con số đầu tiên thì chúng ta có cho mình ở đây con 5. Còn đối với bên dưới của G4.2, lựa chọn con đầu tiên chúng ta có con 4. Thì 5 kết hợp với 4 thì nó sẽ trả về hoàn toàn cho chúng ta, đó chính là về vị trí của 545. Đó, chúng ta sẽ có vị trí của song thủ đây, 5 này, 4 này. Và chúng ta sẽ có cho mình ở đây là song thủ lô, là cặp 54 và 45. Ok. Rồi, đây thì mình sẽ đánh dấu cho mọi người là vị trí 1. Và đây chúng ta sẽ đánh dấu là vị trí 2. Đó, thì bây giờ xiên 2 nhá. Xiên 2 thì chúng ta sẽ có cực kỳ đơn giản thôi. Bởi vì chúng ta 1 và 2 kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ có ở đây cho mình là 52 54 52 45. Và mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cặp nữa là cặp 25 và 45, hay là 25 54. Đó, xiên 2 thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái cặp số như này. Xiên 2 này thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình là khung 2 ngày nhá. Ok, khung 2 ngày. Rồi, tất cả anh em có thể lưu lại cho mình. Và tiếp nối với vị trí của đường cầu giải đặc biệt, thì ở đường cầu giải đặc biệt thì mình sẽ thống kê lại cho mọi người cái đường cầu nó chạy khoảng độ tầm là một tuần ở tuần trước, nhận định cho tuần này nhá. Thì nếu mà những ai mà muốn kiểm chứng nó chạy có phải chạy 3 tuần hay không thì mọi người có thể là vẫn áp dụng cái công thức đó của mình, anh em dựa vào những cái tuần trước đó nữa thì mọi người áp dụng thì mọi người sẽ hiểu ngay cái đường cầu đó. Bây giờ thì mình sẽ đi ví dụ cho mọi người này. Rồi, trước hết thì mọi người sẽ cùng mình quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của tuần trước. Đây là chủ nhật của tuần trước nhá. Thì nó xuất hiện cho mọi người là giải đặc biệt là trả về con số 73. Thì để cái công thức nó trả về được con số 73 hay có được con số 73 này ấy, thì chúng ta sẽ quay trở lại với chủ nhật của một tuần trước đó nữa. Chúng ta phải quay trở lại với chính bảng kết quả mở thưởng chủ nhật nhá. Chúng ta lấy cho mình vào bộ đầu của giải nhì. Bộ đầu giải nhì thì tức là chúng ta sẽ có là G2.1 kết nối cho mình với những con số sau. Đây. Rồi mọi người để ý cho mình này. Lấy cho mình là con số thứ hai của bộ đầu giải 5, tức là giải 5.1, giải 5.2 và giải 5.3. Tại ba cái bộ đầu của giải 5 đều lấy cho mình là con số thứ hai. Thì trước hết ở bên trên giải nhì chúng ta có 3, 7, 4, 9 và 8. Có 3 này, có 7, có 4, có 9 và có 8. Ở kết nối với G5.1, G5.1 lấy cho mình con thứ hai này. 1, 2 chúng ta có con 1 này. Tại điểm 5.2 này cũng lấy cho mình con thứ hai nhé. 1, 2 chúng ta có con 3 này. Và tại điểm 5.3, 1, 2 thì chúng ta có đây con 6 này. Và chúng ta sẽ đi kết hợp lần lượt lại với nhau. Thì 3 kết hợp với 1 thì chúng ta sẽ có là cặp 3, 1, 3. 3 với 3 chúng ta có kép 3, 3 và cặp 3, 6, 3. Tương tự 7 thì chúng ta có 7, 1, 7, 7, 3, 7 và cặp 767. Với vị trí 4 thì chúng ta có 414, 434, 464.
9 thì chúng ta có 919, 939 và cặp 969. Cuối cùng là 8 thì chúng ta có là 818, 838 và 868. Đó. Thì cái chủ nhật của tuần trước vừa rồi như lẫy mình đã thống kê cho mọi người đây thì trả về chúng ta là vị trí con số 73. Thì trong dàn thì chúng ta đã có được cái cặp 737 ở đây đúng không? Vị trí 73 này này. Đó thì lỗ 73 ở chủ nhật tuần trước. Bây giờ thì mình sẽ áp dụng cái công thức này vào bảng kết quả bảo thưởng của chủ nhật tuần trước để nhận định cho chủ nhật tuần này, tức là buổi chiều của ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Trước hết là đây, mình sẽ viết cho mọi người là cầu đề. Ở cầu đề này chúng ta sẽ lựa chọn dành cho ngày hôm nay là ngày mùng 3 của tháng 12. Với sự kết hợp nằm trong giải G2.1 và ở đây G5.1, 5.2 và vị trí của 5.3. Đầu tiên là giải G5, mình xin lỗi là G2.1. Ở chúng ta sẽ lấy vị trí có 4, có 7, có 2 và có 8. Có 4 này, 7 này, 2 và 8. Kết nối với vị trí của G5.1. Thì tại điểm G5.1 lấy cho mình con thứ hai nhé. 1, 2 thì chúng ta có đây cho mình con 3. Tại điểm G5.2 lấy cho mình con thứ hai này. 1, 2 chúng ta có con 9. Và tại điểm G5.3, 1, 2 chúng ta lấy cho mình là con 6. Và đi kết hợp lại với nhau đây. Bây giờ chúng ta sẽ có được cái dàn đặc biệt như sau. Đầu tiên, 4 kết hợp 43, chúng ta có cặp 434, cặp 494 và cặp 464. 7 thì chúng ta có là 737, cặp 797 và cặp 767. Tương tự 2 thì chúng ta có 232, 292 và cặp 262. Cuối cùng là 8 thì chúng ta có 838, chúng ta có 898 và chúng ta có cặp 868. Đó. Vậy đây là cái dàn đặc biệt duy nhất để chúng ta lựa chọn và tham khảo cho buổi chiều ngày hôm nay. Và mình chỉ chia sẻ cho mọi người một đường cầu này thôi. Đó. Để xem mà bảng kết quả mà thưởng ngày hôm nay trả như thế nào. Thì tiếp tục thì mình cũng sẽ nghiên cứu và tìm tòi những đường cầu để chúng ta lựa chọn cho tuần mới là ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư. Chúng ta lựa chọn khung. Anh em có thể lưu lại cho mình nhé. Rồi, thì còn một cái vấn đề nữa mình muốn chia sẻ và phân tích gửi đến mọi người trên đây, đó chính là về thông tin về số điện thoại. Như lẫy thì mình có chia sẻ cho mọi người là Zalo thì mình không sử dụng và mình sử dụng chủ yếu và trực tiếp là qua số điện thoại. Vậy những ai đang xa bờ, anh em đang bí số, loạn cầu, cần sự hỗ trợ từ mình thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Anh em có thể là gọi điện, nhắn tin, trao đổi trực tiếp những cái vấn đề mà anh em đang gặp phải như thế nào. Đó, và mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua cho mình tới số điện thoại là 0333 862 215. Mình luôn đồng hành và hỗ trợ tất cả anh em ở trên kênh nói chung và trên Zalo nói riêng, cũng như số điện thoại. Mình xin lỗi tất cả anh em nhé, là số điện thoại Zalo mình không sử dụng. Đó, hỗ trợ ở trên kênh thì những ai mà cần cái thắc mắc về đường cầu với con số như nào, anh em chưa chắc chắn, anh em cứ bình luận xuống bên dưới video. Mình nhận được cái thông báo thì mình sẽ xem xét và đưa ra câu trả lời, góp ý cho anh em ngay mọi người nhé. Rồi, và một lần nữa thì mình xin nhấn mạnh là mình chỉ sử dụng số điện thoại. Thì gần về dịp cuối năm rồi, cái tỷ lệ xa bờ thì cũng càng nhiều hơn và cách coi hoạt động xổ số thì cũng càng khó hơn. Vậy nên anh em cần cái sự hỗ trợ về đường cầu con số của nhà cách chơi, anh em hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới số điện thoại cho mình là 0333 862 và 215. Thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở tại đây. Chúc tất cả mọi người là buổi trưa ngày hôm nay theo dõi video thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người tham khảo được chiến thắng rực rỡ. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video mình. Đừng quên là dành lại cho mình một like, một đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình nhé. Và cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Hẹn mọi người ở video gần nhất.